Rồi chào anh em luôn, hôm nay ở điểm câu trên bè anh em à. Anh em mà biết câu tí là có cá thôi. Thôi câu cho anh em ơi, anh em nào mà có mua mồi thì cứ liên hệ mình ha. Mình cũng có sỉ vô mấy cửa hàng shop luôn. Anh em nào cửa hàng nào mà có muốn bỏ sỉ thì mình bỏ sỉ luôn cho anh em ha. Mồi đây câu để năm cũng không sao anh em à. Mồi này mồi mới ha, câu cũng ok lắm. Thôi câu cho anh em à, hôm nay mong sao kiếm rô phi chép được câu cho anh em. Mấy bữa nay câu mè miết cũng chán nè, cũng ngán rồi anh em ơi. Hồ câu thôi anh em ơi. Ủa mình xả cám rồi đó. Xả 15 phút rồi đó. Giờ là bỏ mồi xuống là chiến thôi anh em ơi. Không cần gì phải xả nữa đâu. Hồi lâu xả vài cặp mồi xả rồi được rồi. Không cần gì phải xả nhiều đâu. Thôi chiến thôi. Có tín hiệu luôn anh em coi nè. Cá trắng này nè anh em nè, cũng nhiều ha. Anh em nào mà câu mà chịu câu á là về chiên xù ăn cũng được. Thì có cá con vô trước rồi cá lớn mới vô sau nha anh em nha. Thả xuống là quất thôi. Đó, mày dính nè. Trời ơi, cá trắng nữa anh em thấy không? Nhiều quá nha, cá trắng này là mình phải bắt được mớ rồi cá lớn mới vô nha anh em. Dính nè. Cá trắng nữa anh em ơi, nhiều dữ vậy trời. Dính anh em ơi. Trời đồ bịp nè anh em. Chưa thấy cá lớn anh em ơi. Nè, con. Trời ơi mình luôn. Dính anh em ơi. Bự anh em ơi, bự. Con gì á? Trời rô phi nè anh em ơi. Trời có chạy ghê không? Rô phi mập không? Phi sẽ to anh em ơi. Đây, anh em coi thấy bự không? Ừ, mập cui luôn. Trời, cá trắng đây nè anh em ơi. Bỏ xuống chơi rồi. Nè. Bỏ xuống lại chơi rồi. Cái trắng này nè anh em ơi. Được không? Cái trắng này sai cũng được ấy chứ, đâu có nhỏ đâu. Chín anh em ơi. Con gì vậy? Rô phi bự nè anh em thấy không? Sai to. Đây anh em coi rô phi nè. Phi hết to rồi ha. Wow, cái cành nửa cân anh em. Đây anh em coi rô phi này. Xinh không? Nè. Quá trời to rồi ha. Con này chắc tầm nửa cân. Hơi nữa nè anh em ơi. Nhiều ghê. Cái giống này nhiều ghê. Rất luôn. Dính nè. Trời, cái trắng nữa anh em thấy không? Quảng anh em ơi. Nè. Dính nè anh em ơi. Con gì đây? Con gì đây? Trời, hai con luôn. Mật độ nhiều khủng luôn anh em này. Anh em coi nè. Hai bà.
chín anh em ơi. Con gì đây? Cá mè nè anh em ơi. Trời ơi, tôi tưởng đâu rô phi hay về cá mè anh em ơi. Con mè ha. Mè nhỏ nhỏ anh em ơi, không thấy mè lớn ha. Dính con gì nè anh em ơi. Con gì đây? Thất lát anh em ơi. Thất lát nè. Thất lát ăn cám luôn anh em thấy không? Thất lát nhỏ nè. Không thấy cảnh cho anh em quay, quên bấm quay anh em ơi. Nè, thất lát à. Này chắc được lạng ha, lạng rưỡi vậy. Nhỏ xíu xíu. Quên bấm quay anh em à. Hai con luôn. Rớt hết. Dính. Đó, đó, đó. Dính. 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 Con này to nè. Đó, anh em thấy không? Trời ơi, nhiều ghê ta. Trời ơi, bỏ xuống chui gì chụp luôn anh em. Thấy sợ không? Dính. Trời ơi. Thấy không? Chìm luôn. Chìm luôn rồi anh em ơi. Đó, đậu lên rồi kìa. Đó, đậu lên rồi kìa. Sao quá không biết anh em thấy không? Đồ dính rồi anh em. Dính nè. Mày. Đây nè anh em ơi. Ồ anh em ơi. Bây giờ nó chạy chạy vô cỏ kìa, chạy vô cỏ kìa anh em ơi. Con. Qua qua đây. Chạy vô cỏ rồi. Anh em ơi. Lên đây nè. Lên đây nè. Mày. Đó. Con cái này anh em. Em thấy không? Cái mẹ ở đây giờ sai to mà nè. Nè. Anh em nhìn nè. Bự không? Con. Ê rớt. Rớt mày. Bự không? Nhiều lắm rồi. Nhưng mà mình cũng quay, giờ quay cho anh em coi ít con nè, nhiều lắm. Hồ lô lâu nữa kìa anh em ơi. Mắc hồ lô luôn, mới vừa gỡ cái con cá này mới vừa xong. Dính nè anh em ơi. To con nữa nè. Vô nè anh em ơi, vô nè. Vô nè anh em. Bỏ lại chơi anh em. Nè. Mày. Nó đuối rồi anh em ơi. Nó đuối. To không biết, thấy nặng nặng. To anh em ơi, nửa nữa nè. Siêu phẩm nữa nè. Siêu phẩm nữa anh em ơi. Đó, khỏe ghê không? Mày. Mình đang đánh mồi tổng hợp anh em nghe. Đồ mới. Chứ không phải mồi cá mè đâu. Tổng hợp nên cá mè nó cũng ăn hết á. Để tổng hợp cho con diễn ăn chưa cá biển nha anh em. Ôi trời. Con này khỏe ghê. Trời ơi, vớt dở không ơi. Con. Dù hầu nó to. Kiểu sao bả chạy không khỏe. Anh em ơi, nữa này.
toàn là Hugo không mà anh em ơi, bự bự không à. Thôi về luôn anh em ơi, tình hình rất là tình hình luôn. Tình hình có vẻ là tình hình đó. Thì câu hôm nay anh em, cá con nó thả xuống là nó quất, thả xuống là quất. Mấy cái địa điểm này là mình câu là người ta câu hoài luôn, nên cứ thả mồi xuống là cá con, thả xuống là cá con. Mình câu chì chạy, phao nhỏ chì chạy ha, câu đáy luôn là cái cục chì lên tới 5 gram luôn. Mà nước có mét rưỡi thôi mà tốc độ nó rơi mà không kịp, không kịp chạm đáy luôn, cá con lụm hết rồi anh em ơi. Quá đáng sợ, khủng khiếp, sợ. Anh em thấy mình giật cá con thấy quảng đùm đớm luôn á, cục chì to chà bá lửa luôn mà chì không nổi. Thôi lên cho anh em coi cá hôm nay. Đây cho anh em coi cá đi. Nguyên ngày hôm nay đi câu cá có vẻ như không còn nhiều. Mà cá mè thì thôi mình nói là rất là nhiều anh em ơi. Quay không nhiều cho anh em đâu, quay với hai ba con rồi đó thôi. Nè, kéo lên hùng nổi với nó luôn á, anh em thấy không? Nè, nè, đó. Khủng khiếp không? Để kéo lên cho anh em coi. Kéo lên không được, dính cái gì rồi. Yeah. Mày lên không? Mày lên không? Mày lên không? Mày lên không? Trời ơi anh em coi nè. Quá khủng khiếp. Hôm nay mình đánh mồi tổng hợp nha anh em nha. Tại vì cái địa điểm nó không có chép, không có trôi á, chứ nếu có là mồi mình tán hết. Đó anh em coi cá anh em thấy sợ. Đó, quá trời quá đất luôn. Nè. Cái mè nè, xe to to cái tay mình nè. Cái tay mình so với nó này nhỏ xíu xíu anh em thấy không? Cái mè xe to mà. À, thấy không? Quá trời. Không, để mình coi thử mình cầm thử mình dỡ nổi không? Để coi thử còn được nhiêu ký. Chứ mình thấy là cũng nhiều quá. Nặng anh em ơi. Ngoài 10 ký. Quá trời luôn anh em nhìn nè, mấy cá mè ở đây bự ha. Mè bự 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 không à. Nè. Tầm ký mấy không à. 10 con là mười mấy ký rồi, ở đây hơn 10 con anh em thấy không? Quá khủng khiếp. Ui trời, quá trời cá rồi. Anh em quay cá thì chắc cũng được hơn 10 ký, anh em thấy cá cũng khủng khiếp đi. Có điều là cá đập đây còn rất nhiều anh em à. Cá nhiều lắm. Một năm ông đập ông nói là câu bắt cả trăm tấn cá mà cá còn rất nhiều anh em à. Có điều là mình chưa có ghe nên cá nó ở ngoài khơi rồi, mấy cái điểm câu bây giờ trong bờ ngày nào không có người câu nên cá con nhiều quá câu không ra cá nha anh em. Chỉ câu được cá mè hồ lô rồi câu ngoài khơi thôi. Thì anh em mong anh em ủng hộ mình ha. Anh em nào mà yêu quý mình ủng hộ mình một like, đăng ký kênh để kênh mình có nhiều tiền mình đầu tư mua ghe nha anh em. Đầu tư mua ghe rồi mình sẽ cố gắng ra video hay hơn, chất lượng hơn cho anh em ha. Hôm nay nói chung là câu đài là không được nhiều cá, mong anh em thông cảm ha. Anh chào lại anh em nha. Bye.